có thể nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. What? Biết đấy cũng phải điểm mạnh cũng hơn là điểm yếu. Em đã từng bị chia tay vì nói nhiều quá đau hết cả đầu ấy ạ. Có bạn trai á là em sẽ bị cuốn vào tình yêu hơn là công việc. Nên là kiểu những cái lúc mà đang không có người yêu như thế này thì em sẽ tập trung vào công việc tranh thủ. Nói chung là ham công tiếc việc nhưng mà vẫn ham trai hơn nhá. Giống tôi. Sở thích của mình là chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, các loại bóng. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì là quen các bạn Trung Quốc, quen người Trung Quốc rồi. Bạn gái Trung Quốc của em thì điểm chung giữa hai cô là kiểu rất là năng động, vui vẻ, nhí nhảnh, dễ thương, đáng yêu, kể hoài không hết luôn. Không mối tình nào thực sự ấy ạ, mà em có rất nhiều mối quan hệ mờ mờ, nó chưa đến được yêu nhau ạ. Thì chỉ vui khi tình nó tan vỡ hay sao ấy ạ. Anh này là người chạy 10 km trong vòng 3 giây, chị có hiểu không? Chạy 10 km trong vòng 3 giây, đã hiểu không? Mặt cả cũng hình vậy. Chạy 10 km trong vòng 3 giây. Vận động viên thể thao, em hiểu không? Quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viber để tham gia 2 mini game dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 triệu đồng mỗi tuần. Vào mỗi 9 giờ sáng thứ 3 hàng tuần, cổng bình chọn cho 2 mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc trên Viber. Quý vị khán giả hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để bắt đầu bình chọn nhé. Mini game thứ nhất, hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để tiếp tục bước vào vòng gặp mặt. 5 khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng tiền mặt, sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức, và 4 giải khuyến khích, mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Mini game 2, hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn? Và 5 khán giả có lựa chọn chính xác và dự đoán số người trùng với đáp án của mình gần đúng nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức, 4 giải khuyến khích, mỗi giải cũng trị giá là một thẻ cào điện thoại 500.000 quý vị nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên YouTube MCV Media.